bị em ruột sát hại vì hát karaoke khuya gây ồn ào. Đêm khuya anh trai hát karaoke ồn ào, người em trai nhắc anh dừng hát nên mâu thuẫn, xảy ra án mạng. Sáng ngày 27 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Thuận đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định pháp y tử thi để điều tra vụ án mạng tại thôn Tiến Hòa, xã Tiến Lợi, thành phố Phan Thiết giữa hai anh em ruột. Theo hồ sơ ban đầu, vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 26 tháng 4, anh Nguyễn Văn Hiến, 38 tuổi, ngụ xã Tiến Lợi, thành phố Phan Thiết, nhậu ở sát bên nhà và mang loa kẹo kéo ra hát karaoke ồn ào. Thấy đã khuya, người em trai là Nguyễn Văn Huy, 32 tuổi, ra nhắc nhở, yêu cầu anh ruột tắt máy, dừng hát nên hai anh em dẫn đến mâu thuẫn. Trong lúc xô xát, Huy đã dùng kéo đâm anh Hiến tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.